Tại Cà Mau, bất chấp quy định giãn cách xã hội, 16 người tập trung tại một quán cà phê vừa bị Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm đề xuất xử phạt 240 triệu đồng. Trước đó, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của xã Lý Văn Lâm phối hợp công an thành phố Cà Mau kiểm tra quán cà phê của ông Sầu Minh Hiếu, phát hiện 16 người đang tụ tập trong quán. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, mời tất cả người có liên quan về trụ sở làm việc và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.